Trang Ngọc Già mến chào các bạn. Tiếp tục cái series về cơ bản trong crypto đó. Trong cái tập phần trước đó, phần phần 1 là mình hướng dẫn các bạn mở các cái tài khoản ở các cái sàn SEX ha. Rồi cùng với đó là mình mở các cái ví nóng đó. Thì cái phần thứ hai thì mình đã hướng dẫn với các bạn cái cách mà mình thao tác ở trong một cái ví, một trong một cái sàn rồi. Thì bây giờ đến cái phần thứ ba là cái phần cuối cùng. Đó là cái cách mà mình tìm ra được những cái token nào mà có cái cơ hội nhiều nhất mà để mà mình có thể trade được, đúng không? Cái này gọi là nôm na là mình hay dùng cái từ là đi câu cá đó. Đấy, thì không phải lúc nào cũng có, đúng không? Khi nào mà mình thấy nó có cái dấu hiệu rõ ràng đồ này kia nó tốt thì được. Thì đầu tiên đó là các bạn sử dụng cái website là CoinGecko, thì mình đi vào cái CoinGecko này đó thì mình sẽ thấy là những cái chủ yếu mình sẽ tập trung vô những cái thằng mà nó có cái đột biến, tăng đột biến. Tại vì thường ở trong crypto đó, những cái đồng nào mà nó tăng đột biến là nhiều khi là nó có cái sự tác động của market maker, của gọi là cái đội tạo lập thị trường hay sàn đồ này kia đó, thì nó bung lên để cho những cái nhà retail trader này kia là sẽ đổ xô vào, đúng không? Thấy rất là thơm. Thì thường là những cái thằng đó nó có, mình phải check lại thêm nữa là cái khối lượng giao dịch của nó có tăng đột biến hay không. Mà nếu mà cái khối lượng giao dịch của nó mà tăng đột biến nữa đó, đúng không, có nghĩa là nó đẩy cái giá lên đó, thì nhiều khả năng nó sẽ có những cái điều chỉnh giảm lại. Thì đấy, thì ví dụ và để làm biết sao là cái khối lượng giao dịch đó, thì lúc đó là mình sẽ sử dụng cái TradingView ha, và vào trong cái chỗ mà gọi là CryptoCoin Screener nè đó. Thì khi mà screener xong thì cái này là mình đã có cái setup riêng của mình rồi. Thì các bạn lựa chọn cái phần mà vol trên market cap đó, mình đặt thôi, do mình đặt thôi. Cái này là do mình đặt trên là một thôi. Ví dụ các bạn có thể đặt là 1.5 cũng được, ví dụ như vậy, để mình lọc nhiều hơn, ít ra những cái thằng mà nó ấy hơn. Còn nếu mà ví dụ khi mà 1.5 không có thì các bạn có thể xuống là 0.7, nhưng mà khi mà các bạn nới rộng cái biên của mình ra thì nó sẽ list nó nhiều hơn. Rồi ví dụ như ở trong này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái market cap của những thằng nó phải lớn lớn một chút, đúng không, nhưng mà đây có toàn là có mấy chục triệu. Ở trong này đáng chú ý nhất là có cái thằng hôm nay phát hiện ra có cái thằng EDAX, đúng không? Ví dụ như EDAX đi, thì các bạn sẽ đi vào xem trong cái trading view cái chart đó, mình tìm cái thằng EDAX này để mình xem cái chart của nó. Như vậy các bạn thấy là vừa rồi thì nó cũng đã tăng kinh khủng ha. Thật ra thì nếu mà mình phát hiện từ sớm á, đúng không, cái này là mình phát hiện trễ 3 tiếng rồi, chứ nếu mà mình phát hiện trước 3 tiếng là khả năng cao là mình sẽ short lúc đó là ổn rồi. Nhưng mà bây giờ thì cái khả năng mà short thì vẫn còn. Lúc này thì các bạn phải mở cái khung thời gian nó dài hơn một chút. À, cái khung 4 giờ thì có vẻ bắt đầu nó cũng hơi yếu rồi nè. Đúng rồi. Đấy. Thì trong cái khoảng khung 4 giờ thấy có vẻ cũng hơi hơi đuối đuối rồi. Nhưng mà các bạn thấy không? Đúng là cái khung mà 1 giờ này các bạn thấy là nếu mà mình phát hiện ra cách đây khoảng chừng 2 tiếng là cũng tương đối rồi, đúng không? Đấy, thì đấy là cái cách mà mình có thể đi tìm ra những cái token nào mà nó có cái khả năng là bị thao túng nhiều ha. Và dĩ nhiên các bạn thấy là khi mà nó tăng quá mạnh trong một cái thời gian ngắn á, thì lúc đó là nó sẽ có những cái điều chỉnh. Và một trong những cái chỉ số đó các bạn có thể xem, ví dụ như là để mình bật lên cho cái này cho các bạn coi. À, mình tắt bớt mấy cái này. À. Thì mình các bạn có thể coi các cái chỉ số về Relative Strength Index, đúng không? Đấy các bạn thấy không? Khi mà cái phần mà nó quá quá gọi là quá cao, đúng không, nó lên đến cái mức cỡ cỡ ra này, nó cao, nó điều chỉnh rồi, thì lúc đó là mình có thể yên tâm là mình bắt đầu có thể có những cái đợt sọt ha. Đấy, thì cái đấy là cái cách. Ngoài cái Relative Strength Index thì các bạn cũng có thể xem qua cái chỉ số mấy cái chỉ số mà Bollinger Band đó, mình có thể xem ví dụ như là hiện nay mình sẽ coi là cái Bollinger Band đấy. Ví dụ các bạn thấy không, Bollinger Band mà lúc mà đang ở 4 tiếng đồng hồ cách đây 4 tiếng thì nó đã vượt quá cái Bollinger Band mà mình đang set ở cái mức là 3 standard deviation rồi đó nha. Mình đang set ở 3 lần, nó bình thường nó là một, mà mình đã cài đặt tới 3 luôn đấy. Thì thường là những cái gì mà nó quá thì nó sẽ có những cái điều chỉnh thôi đấy. Thì đấy là cái cách mà mình có thể nhìn được ha, cái Relative Strength Index hoặc là cái Bollinger Band. Rồi, thì đấy là cái cách mà các bạn có thể lọc nhanh, mà không phải ngày nào cũng có nha, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Mình phải đừng có nôn nóng, có nghĩa là chờ thôi, nhiều khi cái cơ hội nó đến có ngày không, thậm chí nhiều khi cả tuần 2 tuần mới có, thì lúc đó thì mình phải điều chỉnh, mình phải phát hiện ra và mình phải xem nha. Thứ nhất là vốn hóa nó lớn và coi thử là nó đã niêm yết ở các cái sàn nhiều hay chưa nha, tại vì có những cái token ở đây nhưng mà không thấy nó limit ở cái sàn SEX nào hết thì rủi ro rất là cao, tại vì mấy cái đó là nó đang ở trên cái sàn DEX đồ này kia. Đấy, thông tin nhanh với các bạn như vậy và hy vọng là nó có ích ha. Đấy, các bạn xài cơ bản của mình là ví dụ mình xài SMA nè, Bollinger Band nè, Money Flow Index nè.
hoặc là cái relative strength index nè. Đó, và có một cái phần nữa là cái gọi là hội tụ phân kỳ, MA mà convergence divergence đấy. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha, và nếu mà các bạn thấy chương trình này có gọi là có ích đó, thì các bạn hãy bấm subscriber đúng không? Subscribe ủng hộ chàng gốc già nhé, và cũng có thể hoàn toàn có thể mời cà phê chàng gốc già với cái QR code mình để ví Momo ở trên góc đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung khác, đặc biệt là những cái buổi livestream về kinh tài cũng như là về tài sản số nha. Mến chào các bạn.